Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại các giao lộ khiến nhiều người thương vong. Do đó, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần cẩn trọng khi đi qua các giao lộ để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Không chỉ người đi bộ sang đường giật mình lùi lại, cả xe máy đang đứng đợi đèn đỏ cũng phải vội lăn bánh để tránh chiếc xe khách đang lao tới. Clip dưới đây vừa được chia sẻ trên một diễn đàn về an toàn giao thông, cho thấy hình ảnh chiếc xe khách mang dòng chữ Hải An chạy tuyến Thái Bình, Diên Điền không chỉ cố tình đi sai làn mà còn cố ý vượt ẩu ở giao lộ, cắt mọi người đi bộ một cách thiếu văn hóa trước khi lao thẳng về phía người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở làn đường đối diện. Chiếc xe này đang đi qua ngã tư thì bất ngờ một chiếc SUV lao đến với tốc độ nhanh từ bên trái. Cùng lúc một chiếc xe tải cũng lao đến từ phía đối diện mà không giảm tốc độ để quan sát. Hậu quả là chiếc SUV đã tông vào ngang hông khiến chiếc xe tải bị hất văng và xoay ngang. Phần thùng xe sau đó lao thẳng vào chiếc xe có gắn camera hành trình, tạo nên một vụ tai nạn liên hoàn. Từ tình huống này cho thấy vụ tai nạn này hoàn toàn có thể tránh được nếu các xe giảm tốc độ và tài xế chú ý quan sát kỹ trước khi đi qua đoạn đường giao nhau. Người điều khiển phương tiện, việc đầu tiên phải đảm bảo đúng quy tắc giao thông. Đó thứ nhất. Thứ hai là tùy vào tình huống thực tế. Trong trường hợp cụ thể, ngã tư giao lộ không có đèn hoặc mất đèn. Tôi lấy ví dụ như là ngã tư giao lộ không có đèn, cụ thể như vòng xuyến, thì nguyên tắc về luật giao thông ưu tiên cho bên trái phương tiện đi tới. Và như vậy thì người tham gia giao thông phải áp dụng đúng nguyên tắc này, ưu tiên thuộc về bên trái trong vòng xuyến. Đối ngã tư hoặc ngã ba không có đèn, thì người tham gia giao thông ở trên đường chính sẽ được quyền đi, còn tất cả các đường hẻm ra phải nhường quyền cho xe đi trên đường chính, bất kể ở hướng nào tới. Nếu mà hai đường đồng quyền mà không có đèn, lúc đó tùy thuộc xe nào vào ngã tư trước thì xe được di chuyển trước, xe nào vào sau thì di chuyển sau. Mà xe trên đường chính khi đến giao lộ với các đường không ưu tiên ở các đường nhánh ra thì chúng ta cũng phải giảm tốc độ đến mức cần thiết để hạn chế cái va chạm giao thông xảy ra đáng tiếc xảy ra. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, giao lộ là những nơi luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn giao thông cao nhất. Do đó, người tham gia giao thông khi đi đến các giao lộ cần chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông như nhường đường cho xe đến từ bên phải, chú ý quan sát, giảm tốc độ, đảm bảo dừng một cách an toàn. Khi đến các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông thì phải chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, không phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu để phòng tránh tai nạn va chạm xảy ra.